giết hết tất cả bọn chúng đi. Lần này thì làm cho gọn gĩ vào đó. Kizaru Yasakani no Magatama. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc bình Red. Lời đầu tiên mình muốn nói là xin lỗi những anh em fan chính hiệu của Sanji, xin lỗi luôn cả mình. Bởi vì ở video trước đó mình đã có thông tin báo rằng Sanji bị dính tia sáng của Kizaru tại cái bản dịch nano thế, nên mình cũng đưa ra thông tin cho các bạn luôn, dẫn đến bị sai sót. Thực tế thì Sanji không hề bị dính tia sáng của Kizaru, không bị xuyên thủng ruột thừa anh em nha. Sanji có cấp độ sức mạnh khá tốt đối đầu với một đô đốc. Nhưng trước tình thế tấn công như vũ bão của Kizaru thì Sanji chỉ đủ khả năng bảo vệ chính mình mà không thể làm gì khác. Những người cùng chung số phận với Sanji đều bị dính tia sáng của Kizaru như là Franky hay Atlas chẳng hạn. Làm sao một người không có trái ác quỷ như là Sanji có thể ngăn cản được độ on tẹt diện rộng như là Marco, đúng không nào? Tiếp tới 1106 thực sự quá cháy khi mình show các chi tiết nhỏ kèm theo từng lời thoại của nhân vật. Và mình nhận thấy rằng khi mà các bạn xem một mình thì cũng buồn. Nên thôi, hãy pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống mở video full đầy đủ chi tiết của mình lên, rồi nghe và cảm nhận nha. Nhất định là phải để lại một bình luận ở dưới video này để cho mình biết anh em có hài lòng với những gì mình đã cố gắng cung cấp hay không. Để cải thiện chất lượng kênh thì cần rất rất nhiều đánh giá chân thật không phải chân giả của anh em nha. Dĩ nhiên là anh em cũng đừng quên thao tác đăng ký để giúp mình hoàn thiện cột mốc 100.000 anh em lên tàu nha. Giờ thì vào full One Piece chapter 1106 đầy đủ mọi chi tiết luôn ngay bây giờ cho nóng anh em ơi. Tiêu đề chapter 1106 On Your Side, dịch ra theo Google thì là bên cạnh bạn. Mình thì cũng không biết làm sao để nó xét nghĩa với tiếng Nhật, nên thôi cứ dịch theo tiếng Anh là On Your Side đi ha. Trên trang bì thì chúng ta nhìn thấy được Robin bên bãi biển, nhưng mà không phải trong bộ trang phục bikini như anh em từng ao ước được mà lem Robin. Bù lại thì đôi chân dài kia cũng đủ để đền đáp lại công sức đợi chờ. Mà ngộ một cái là có con cá sấu nó bận áo thun cá sấu kèm theo cái quần làm từ da cá sấu. Và con này giống như con Pokemon đời của Satoshi hơn. Mà cái tên của con Pokemon này tạm thời mình cũng quên mất tiêu rồi. Anh em nào nhớ thì inbox anh em mình tâm sự mộng cái nha. Chưa hết đâu các bạn ạ. Mỗi lần có một con cá sấu xuất hiện là tác giả Oda lại muốn vẽ nó có một chi tiết nào đó là nữ. Lần này là chiếc nơ trên đuôi. Mấy ông được rửa hiếm khi nào đeo nơ, mà có đeo thì đa phần ở cổ cho lịch thiệp. Dường như đây là một ẩn ý khá lộ liễu với cái tên gái Crocodile. Còn Crocodile là ai trong One Piece thì anh em cũng đã hiểu rồi hàng. Trước đó cũng có cầu vòng tượng trưng với tính thứ ba hay là Secret Girl với Crocodile vọc két. Ôi thôi nhớ cái đầu. Nếu đến đây lét ông lại nhớ đến truyền thuyết về mẹ của Luffy trước đó mình đã đưa ra nữa thì khổ. Bỏ qua nha, cắm nhắc lại. Mở đầu chapter 1106 thì chúng ta tiếp tục với những gì đang xuất hiện ở chapter 1105 phía bên ngoài bờ biển. Hải quân vẫn đang chăm chú bắn phá đảo tương lai thì mệnh lệnh của Satan mà không hề nương tay. Nhưng có thể các bạn đã bỏ lỡ một chi tiết cực kỳ quan trọng. Có một con tàu đang lừng lững tiến về phía của bờ biển. Một con tàu khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Đã vậy nó còn đen thui nữa chứ. Những người trên tàu nhận xét rằng chúng thực sự xuống tay kìa, đúng như báo đã viết. Họ đã có động thái phản ứng trước những tin một gan tùng. Chính phủ đang phong tỏa SH, bịt kín mọi lối thoát của tứ hoàng Luffy khi cậu ta đi bắt cóc tiến sĩ Vegapunk hòng chống trả. Đúng là báo chí viết thêm giật tích ăn tiền. Nhưng cũng không thể trách móc được một gan. Nhờ mấy tờ báo bẩn kiểu này mà anh em cũng cần phải sáng suốt để nhận định đâu mới là sự thật. Chuyển đến bên trong đảo, đúng ngay khu vực mà Luffy mò đến sau khi biến mất không rõ tung tích. Tưởng rằng ai đó đưa cậu ta thức ăn, nào ngờ Oda cho một cú đao điến đưa các giả thuyết như là Caribou hay là thậm chí não hơn là chú Lim Kizaru ra đảo. À, đã quá đi. Luffy thở phào một hơi trước khi hất cái bụng của mình để tiêu hóa thức ăn. Cậu ta như một cỗ máy, còn thức ăn là nguyên liệu. Mỗi lần ăn xong là tiêu hóa thì Luffy như biến thành một con người mới với sức mạnh tràn trời. Dù trước đó bị thương nặng đến thế nào cũng sẽ bình ổn lại, Haki phủ phơi, càng đắm càng tơi. Những hải quân bên cạnh cứ đứng đó dòm ngó, họ chỉ súng, nhưng mình hỏi là tại sao không bắn đi, bắn chết dịch nó đi chứ, có gì đâu mà sợ. Có vẻ như mệnh lệnh của Satan là cầm đầu Luffy lại, nên ai cũng không dám nổ súng tấn công một tứ hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng của Luffy, họ ồ lên. Cái quái, hắn ta nốc hết sạch thức ăn chỗ đó ư, hắn thậm chí có phải là người nữa hay không vậy? Anh em mình mà tới gần á, có khi gã đó cũng sẽ tái mình luôn, quá đáng sợ. Từ phản ứng này, thì em cũng hiểu được số lượng thức ăn mà Luffy táp là lớn đến cỡ nào khi mà những người khác đang gồng mình chiến đấu với Kizaru và Satan cùng với các Pacifista. Trong khi mà những hải quân đang lưỡng lự không biết làm gì, thì đã có một vụ nổ kế bên khiến cho một số người bánh xét. Đó là những phát nã từ Buttercorn dành tặng cho ai rút ra không kịp. Hậu quả của rút không kịp thật sự rất đáng sợ. Ơi, có dừng! À, không xong, chúng ta bị lửa bao vây hết rồi. Sức mạnh thiêu đốt của Buttercorn đang bắt đầu. Hỏa lực đã từng khiến cho Ohara chìm trong biển lửa thật sự rất đáng báo động. Không thể nào nén lại trên đảo lâu hơn. Cổ lên nào, sợ cốc khô gì, hắn là tứ hoàng hay không chứ? Xét cộng đá biển lên, khi mà tôi hô tới ba là cùng xong vào nhá. Trong khi họ đang nói thì Luffy đã bắt đầu bật chế độ cười không ngậm được mồm. Ghi năm tái xuất với thể chất siêu phàm từ lượng thức ăn khổng lồ đã nhét vào trong mồm lúc trước. 2, 3,
chúng ta nhìn thấy được tất cả bọn họ. Cụ thể đâu đó có 6 người đã bị Luffy đánh bay ra bên ngoài hòn đảo như 6 cái hộ tiễn đưa họ lên vũ trụ. Những người bên ngoài réo gọi nhau, lên tàu đi, ép hết tiêu tụng rồi. Buttercorn bên ngoài vẫn không ngừng cái đợt công kích khiến cho lửa bên trong ngày một cháy lớn hơn và lan rộng ra khắp mọi ngóc ngách. Một chỉ huy hạm đội lên tiếng, tiếp tục nã pháo vào cái hỏa ngục đó, không được dừng lại dù chỉ một giây. Đong đong đong, những đầu pháo cứ thế xoay tù nhau, thiêu rụi mọi thứ khi nó tiếp xúc. Còn khi này ở bãi chiến trường, chúng ta đã nhìn thấy chapter 1105 với cái bên đứng dưới chứng kiến tất cả mọi người đang rời. Ông thì thầm gọi tên Kuma và Benny. Bất chợt vị tiến sĩ đã truyền tín hiệu bí mật thông qua não bộ dành cho biển sao của mình. Anh Lát ngay đây, anh Lát hãy cho Benny biết là. Lúc này Satan với ánh mắt đầy kiêu hãnh nhíu mày rồi khẳng khái nói, bản tên né cái gia đình sâu kiến đó cho tao. Đoạn này thì mình chợt nhớ rằng có một bức tranh được vẽ từ năm 1819 đến năm 1823, chủ đề là Satan đang ăn thịt đứa con trai của mình với lý do là sợ nó lật đổ ông ta. Miêu tả trong thần thoại Hy Lạp về Titan Cronus, con trai của thần Zeus. Mà nhờ những nhận định trước đó của mình thì có khả năng Benny chính là con gái của lão Satan sau vụ lão ta cố gắng tạo ra đứa trẻ cho Jenny để tiến hành thí nghiệm chiếc chuyền từ trái của Toshi. Trở lại mà chuyện, tôi dĩ Satan tự tin như vậy là vì lão ta đang có quyền kiểm soát tối cao nhất dành cho các Pacific Time Mark 3 đang ở trên hòn đảo. Chúng đang chuẩn bị những tia sáng để nã vào nhóm 4 người đang rời. Trong bối cảnh này, anh Tư đã xuất hiện. Thật không thể tin nổi, Sanji đang sử dụng Skyward để bước đi từng bước rất nhịp nhàng trên không trung. Anh ta tiếp cận với 4 người đang rơi xuống chứ không là Zay đang chuẩn bị bắn tới. Liệu sẽ là một pha anh hùng giải cứu hay chơi ngu chết giùm tập thể? Anh Lát lúc này đã nhận đầy đủ lệnh của tiến sĩ Vegabin. Rõ, sao chủ? Anh Lát quay sang bên này nói một cái điều gì đó khiến cho cô bé hết sức ngạc nhiên. Kuma vẫn ôm chặt bên này để bảo vệ cô bé. Và rồi lúc này bên này nhận ra điều gì đó, ánh mắt cô bé bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Tình thế cấp bách như đứng trước vẹt dò sôi, chứ không phải một giây nữa thôi là các Pacifista sẽ bắn tia sáng tới. Bính đi gào lên cầu mong sẽ có được một phép màu xảy ra như Alad cho hay. Đừng bắn cha ơi, thay vào đó hãy giúp cho con thoát khỏi đây nhé. Mọi thứ đã bắt đầu có biến, chứ ánh mắt ngỡ ngàng của bên này. Cái biển sao của Kuma đã nghe được lệnh, nhưng tia sáng vẫn không hề dừng lại. Những người khác ở bên ngoài bị ảnh hưởng âm thanh đạn pháo mà Buttercorn đang nã. Mày có nghe cô ta hét lên cái gì vừa rồi không? Bơm dội kiểu này ta chẳng nghe được cái gì cả. Bất giác, những Pacifista Mark 3 đã chuyển đổi mục tiêu. Họ quay họng súng sang phía của những hải quân đang ở trên cái con tàu Buttercorn gần bờ biển. Cái quái, sao chúng có thể nhắm vào chúng ta vậy? Chết dịch. Những tia laser lao tới, cảnh tượng đập vào mắt chúng ta là ba tàu chiến hạng nặng của hải quân đã bị dính tia sáng phát nổ. Hải quân bên trong bay lên như kiến gặp phải cơn lốc. Chỉ một phát bắn của các Pacifista mà đã gần như xóa sổ được một con tàu. Chúng không dừng lại mà cứ tiếp tục bắn phá khiến các hải quân ngỡ ngàng bật ngửa. Không có một phép màu nào lúc này cứu được họ nữa, cởi cả thánh Satan. Bọn Pacifista làm phản rồi. Như tín hiệu gửi tới từ vũ trụ, nhưng lần này là hung tinh. Satan ngó nhìn lại phía bờ biển, lão ta bắt đầu sốc. Trong khi đó thì Vegabin đã có những suy nghĩ nội tâm cho những gì ông ấy đã làm, giúp cho Benny phát ra mệnh lệnh với các bản sao của Kuma. Benny à, có một chuyện khiến ta chằn chọc mà không thể yên tâm. Viễn cảnh con bị bắt bởi chính người cha thân thường. Và Kuma, ý nghĩ về việc con gái cậu hết mực yêu thương, tôi không thể nào kham nổi tấn bi kịch như thế. Đó là lý do mà tôi phải đảm bảo rằng tất cả mọi biển sao mang hình hài của cậu sẽ được lập trình để nghe theo mệnh lệnh của con bé. Bên này, chúng sẽ ưu tiên mệnh lệnh của con trên mọi mệnh lệnh khác, ngay cả đó có là từ các giáo dụ của thế giới. Kể cả toàn bộ thế giới này cứ quay lưng với con đi nữa thì Kuma vẫn sẽ luôn bên con. Đó là sự tự do ít ỏi mà ta đã tự tiện chiếm lấy, và ta biết bí mật này sẽ kéo theo một hậu quả. Âm thanh đó chính là cú đâm chí mạng mà Satan ban cho Vegabin, quà tặng độc quyền cho sự phản bội của vị tiến sĩ đối với chính quyền thế giới. Chúng ta nhìn thấy được bàn chân vuốt nhện của lão Satan đã xuyên qua phần ngực bên phải của vị tiến sĩ, khiến cho máy không thể nào gượng dậy nổi được nữa. Đôi mắt của máy dần mất đi ý thức, nhưng ông cảm nhận được tất cả những gì mình đã làm. Sự phản bội ở cấp độ thế này sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không khoan nhượng. Satan rút chân ra, khiến cho Vegabin ngã sụp trên mặt đất. Mọi thứ diễn ra cực nhanh, đến mức mà những người khác không thể nào tiếp đất kịp thời để có thể ngăn chặn mọi thứ. Đèn một cái là Sanji lại không bảo vệ được Vegabin như trước đó anh ta đã hứa với Benny, thậm chí còn đưa ngón tay lên like như khẳng định lời hứa. Vậy mà khi nhận thấy Benny đang bị tấn công ở trên không, anh ta đã dùng Skyward lên đó để cứu con bé, dù biết rằng chẳng có cơ hội nào. Còn Vegabin ở phía bên này đã bị xuyên cho một cú không thể nào gượng dậy nổi nữa. Lỗi không ở Sanji, nhưng hành động của anh ta đã đặt Vegabin vào cấp độ nguy hiểm cao nhất, đối mặt với thánh Satan và nhận lấy một cái kết bi thảm. Trong bối cảnh này, Benny gào thét gọi tên của vị tiến sĩ, nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn, không thể nào cứu vãn nổi được nữa. Ánh mắt của Satan phẫn nộ cực kỳ, từng đường gân mắt được mô tả hết sức kinh dị trên khuôn mặt bò của lão ta. Sự phản bội này đã khiến cho tình thế quay xe, Satan không còn là chủ của cục diện nữa rồi.
Mẹ kiếp nhà ngươi, sao tên? Đó là tiếng chửi của Ranky khi tận mắt nhìn thấy idol của mình bị người khác xiên mà bất lực không thể làm gì cho ông ấy. Cả Sanji cũng đứng hình, sững sờ trước tình thế này. Có vẻ như anh ta cũng đã hiểu được mình vừa tạo ra một bước đi sơ suất thế nào. Satan bắt đầu ra lệnh, Kizaru khử chúng đi, lần này làm cho gọn lẹ vào. Kizaru im lặng, không nói bất kỳ tiếng nào. Ông ta lặng lẽ chuyển đổi sang trạng thái tia sáng, lao đến bắn hàng loạt đường đạn từ chiêu thức Yasakane no Magatama vào trong nhóm của những người đang rời. Sanji gần nhất với Kizaru nhưng vẫn kịp thời tung cước xuất bay vài đường đạn. Thế nhưng trước sức mạnh on tẹt diện rộng này thì Sanji không đủ sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người khác. Ranky bị dính một tia sáng nã vào ngay bả vai, anh lát cũng bị dính một cú sau lưng, còn Kuma cũng bị tương tự xuyên người. Nhưng chỉ có bên này trong vòng tay của Kuma là an toàn tuyệt đối. Và chúng ta nhìn thấy được họ đau đớn thế nào trước sức mạnh ánh sáng hủy diệt của Kizaru. Hầu như không thể làm gì khác khi tất cả giờ đây là những tấm bia cho Kizaru tập bắn. Vị đô đốc không thể dừng lại, sau khi tập bắn xong thì đã chuyển sang tập chém. Thiên Tùng Vân Kiếm, Kizaru qua mặt của Sanji tiếp cận được với Kuma và bên này. Ta sẽ đảm bảo tuyển hai người trong một nhát chém gọn gàng nhất để hai người có thể ra đi cùng nhau, sẽ không hề có một chút đau đớn nào đâu, bình y. Trước tình thế, phản ứng của Kuma là đưa tay để chắn đòn của Kizaru bảo vệ tình yêu bé bỏng của ông trong lòng. Còn bên y thì chỉ biết gọi tên Kizaru mà không thể nào phản kháng nổi. Tiếng cười của Luffy bất chợt vang lên từ phía bên dưới thu hút sự chú ý của đô đốc Kizaru. Khi mà ông ta ngoảnh mặt lại nhìn thì một đòn đấm từ trên không giáng xuống đục thẳng vào trong mặt của ông ta cái đuôi. Đô đốc Kizaru tự làm chủ tình thế, dự định chém Kuma cùng với Benny đã phải chuyển sang thế phòng thủ bất ngờ và dính đòn phản công. Nó có thể xem là đánh lén, nhưng trường hợp này lại là pha giải cứu ngộ một của tứ hoàng Luffy, chứ không bị khinh rẻ như bất kỳ ai. Luffy đã thu cánh tay của mình lại, cho thấy được độ kéo giãn của G5 là hoành tráng lợi tổ và ấn tượng đài không bất kỳ cấp độ G nào trước đó. Benny nhìn thấy cái tay rụt về thì cũng hổn hốt ra mặt. Cái quái gì vừa xong, là mũ rơm sao? Luffy nằm ôm cái đầu của mình cười tê toét như một con nghiện. Sau bữa đánh chén vừa xong thì mình có chèn đầy sức lực rồi đây, cùng chơi thôi nào. Âm thanh nhịp tim của Luffy đang tạo ra tiếng trống rộn ràng, khiến cho mặt đất xung quanh cũng như đang nhảy múa, biến thành thảm cao su để đỡ những người vừa rơi xuống. Sanji, Alas vẫn ổn, nhưng mà Ranky và Kuma phải tiếp đất bằng mặt và lưng. Sanji chạy đến, mọi người không sao chứ? Nhìn thấy đi rồi nói anh Tư ơi. Lúc này ở phía bên ngoài đảo, tàu của hải quân đang bị tấn công dồn dập, nhưng một số người cảm nhận được sự bất thường. Có phải tôi đang tưởng tượng hay là hô mắt gì không? Hòn đảo đang nhảy múa kìa. Giờ mà ai quan tâm tới việc đó làm chó gì chứ? Hay đó, ngăn bọn Pacifista lại đi. Trở lại bên trong chiến trường, Satan chứng kiến Kizaru bị Luffy đấm bay thì lão ta tất muốn lộn cái bàn. Còn Kizaru thì âm mặt tỏ ra đau điến, xương của ông ta cũng kêu răng rắc như vừa bị gãy đoạn nào đó sau cú đấm quá đáng sợ của tứ hoàng Luffy. Nhịp điệu âm thanh vẫn không ngừng vang lên, anh ấy cũng cảm nhận được khí thế của chiến trận. Luffy đã tạo ra một lớp sóng cao su trên mặt đất, tách vị tiến sĩ Vegapunk ra khỏi Satan. Mình nên chạy đến ôm lấy vị tiến sĩ. Tiến sĩ Vegapunk, chúng ta phải đi thôi, nếu ở lại đây thì tất cả sẽ chết mất. Đáp lại bên này thì Vegapunk đang run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất, máu từ vết thương đã loang lổ khắp sàn. Điều đáng sợ nhất không phải là cú đâm, mà là tiếng cú rút chân của Satan. Nó cực kỳ dứt khoát, làm cho miệng vết thương lớn và mất máu không ngừng. Lúc này chỉ xem phía khu vực đó không xa, chúng ta nhìn thấy được con người sắc cổ đại. Nó đang có sự chuyển động một lần nữa sau khi nghe lại tiếng trống từ G5 của Luffy. Ánh mắt của nó sáng rực rồi bắt đầu cử động. Như vậy thì giờ đây chúng ta dường như được xác nhận rằng con robot cổ đại chỉ có thể cử động khi nghe được tiếng trống từ G5 của Luffy. Hỡi thì, 200 năm trước, điều gì tương tự đã khiến cho nó tiến vào thánh địa Maiden Choi tại Red Light? Trở lại phía chiến trường, Vegapunk nằm đó mà không thể cử động nổi, tay chân của ông đã buông xuôi. Bình định nhớ lại, giai điệu đó, Nika ạ? Đúng thế, cha luôn thần tượng ngày ấy, truyền thuyết kể rằng Nika sẽ xuất hiện cùng với vũ nhịp thế này nha. Don't do tu tu. Này mình làm tiếng hơi quế, anh em thông cảm nha. Hình ảnh Kuma nhảy uốn lượn như một người cao su làm cho Benny nhận ra những thứ đang hiện hữu trước mắt của mình về một vị thần là có thật. Vegapunk cố gắng gượng nhìn cô bé. Người đang sững sờ nhìn lên bầu trời thấy Luffy đang nhảy múa trên không trung với khí thái hết sức hồn nhiên vui vẻ, chiếc miệng cười ngoắt và đầu tóc rực lửa trong cơ thể uốn lượn của một người cao su. Vegapunk nói, ta thì đã biết rồi, còn con thì chưa sâu chuỗi lại được mọi việc với nhau. Vậy không nào Benny? Luffy mổ ra, cậu thiếu niên được Kuma gửi gắm hy vọng chính là Thái Dương Thần Nika. Bên ấy bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy Luffy nhớ về niềm tin mãnh liệt của cha mình trong suốt cuộc đời của ông. Còn Kuma thì như một cỗ máy hư hại phát ra tiếng kêu lắc cắt nằm trên mặt đất. Với cái bên gắn gượng nói tiếp, Better Call chỉ là trò chơi nhỏ với cậu ta. Mọi người trên thế giới này đang mong đợi sự xuất hiện của ngài trong hàng trăm năm rồi. Máu của Vegapunk
ngay ọc ra trên mũi một nhiều hơn. Liệu ai đó có thể giúp đỡ ông ấy, hay là Vergeben sẽ sống tiếp chứ? Rất đáng để mong đợi. Chuyển cảnh ra phía bên ngoài bờ biển phía đông bắc của Essex, một con tàu khổng lồ với lá cờ hải tặc đang tiến vào bên trong. Những tàu chiến của hải quân được tạo ra cũng chỉ là cỏn con so với kích thước của con tàu này. Đơn vị bờ biển đông bắc báo cáo, chúng tôi đụng độ với một con tàu khổng lồ không tưởng. Những hải quân lão làng nhiều kinh nghiệm chinh chiến đã nói, tôi cứ tưởng rằng chúng đã chết từ cả trăm năm trước rồi chứ, nhưng đích thị là chúng. Sao chúng không chịu dừng lại mà chúng làm cái chết tiệt gì ở cái xó này chứ? À, sắp sửa va chạm rồi, chúng nhắm vào ta. Con tàu khổng lồ cứ thế băng băng sọc thẳng về phía trước không hề nào núng. Hải quân bắt đầu nổ súng theo hướng ngược lại về phía con tàu vừa đến. Mỹ kiếp, sao người khổng lồ lại ở đây chứ? Khuôn mặt của những người trên tàu cũng dần lộ diện. Tại sao á? Chúng hỏi tại sao thật kỳ, Dory. Chúng không hiểu rằng trên thế giới này có những thứ không thể cạn bước được hay sao? Hai khuôn mặt chào bá này chính là Dory và Brogy. Họ bắt đầu nhảy xuống biển rồi chiến đấu như một chiến binh bất diệt. Ga-pa-pa-pa-pa-pa. Chúng ta đến đây để đón Luffy mũ rơm. Yeah, 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 yeah. Hay chúng ta nên gọi tên nhóc ấy là Thái Dương Thần nhỉ? Hai người bắt đầu tung vũ khí, phá vỡ cái chiến hạm Buttercone ngồi bờ biển khiến tất cả những người có mặt ở đó sốc toàn ốc. Tình thế khẩn cấp, băng hải tặc khổng lồ xuất hiện rồi! Đó là những câu nói sau cùng của hải quân trước khi họ bị đánh chìm xuống dưới mặt biển. Một tia hy vọng lê lối khổng lồ cuối cùng đã xuất hiện. Vậy thì tại sao những người khổng lồ lại xuất hiện ở đây? Ai là người đã chỉ dẫn hành động cho họ? Các bạn hãy xem tiếp video này để mở rộng vấn đề nha. Và trên đây là tất cả nội dung kèm theo lời thoại chapter 1106. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi kênh mà không bỏ lỡ. Tuần sau chuyện sẽ nghỉ và cũng là Tết Nguyên Đán. Chúc anh em có một năm mới thật là vui vẻ. Vậy thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.